Em, có được 135 ngàn á, anh đến giao cho em nè. Ủa, cái lỗ tai của anh là lỗ tai ngay hả? Sao nói nãy giờ mà anh không biết nghe? Em nhỏ, em nói chuyện kiểu đó là em không đàng hoàng rồi đó. Bộ tôi ăn cướp hả? Tôi ăn cướp hay là tôi ăn hết của cha ông nội nhà anh hả? Hay gì mà anh nói tôi không đàng hoàng? Bộ làm gì tôi ăn cướp anh hả? Hả hả? Nè nè nè, tôi lấy cái này tôi gõ vô đầu qua một cái cũng được á nha. Anh là cái hàng shipper mà ngu như bò vậy á. Biến đi. Anh cạn lời với em luôn, anh cho em đó. Mẹ mình dạy không bao giờ sai á. Mấy thằng nghèo cũng phải sĩ diện. Tức ghê ấy trời. Tự nhiên mọi người xúm nhau hết đi chơi, bỏ mình ở nhà. Làm như người ta không biết đi chơi cũng bằng á. Chết chuột. Shipper tới nãy không biết, lỡ đặt đồ ăn rồi giờ sao trời. Tiền đâu mà trả cho người ta. À, giờ chỉ còn cách này thôi à. Giờ nó kêu thì mình đừng có ra. Mà nó gọi thì mình nói là không có ở nhà. Khỏi la giận. Vậy thôi, trời thông minh quá. Alo, em ơi. Mình có đơn hàng 35 ngàn á. Em ra nhận giúp anh nha. Ủa gì? Giao hàng hả? Alo. Alo. Em ơi. Em ơi. Kì trời. Em, mình có đơn hàng 35 ngàn á. Anh đến giao cho em nè. Con nhỏ cháu của tôi, nó còn nhỏ, nó không biết, nó bấm đặt hàng. Bây giờ anh đem vậy á, anh nói với quán là không có ai ở nhà, anh không ai nhận á, vậy thôi. Em ơi, cái này á, làm đặt trên app, cửa hàng đưa cho anh á, là đúng địa chỉ. Bây giờ em nhận giùm anh đi, chứ anh về, anh còn đưa con đi khám bệnh nữa. Không có ai hết á. Trời ơi, cháu tôi nó nhỏ mà, sao anh cứ bắt nó nhận hàng là sao? Em ơi, bây giờ cái đơn hàng có 35 ngàn thì em nhận giúp anh đi, chứ tự nhiên bây giờ em không nhận đi. Ủa, cái lỗ tai của anh là lỗ tai cây hả? Sao nói nãy giờ mà anh không biết nghe? Trời ơi, đã nói là không có cái gì hết mà. Em nhỏ mà em hổn rồi đó nha. Nãy anh nói chuyện em đàng hoàng nha. Bây giờ em đặt hàng em không lấy mà còn chỉ chỗ chửi người ta là sao? Trời ơi, nãy giờ tôi làm gì mà tôi nói anh nói tôi không đàng hoàng. Nè, tôi nói cho anh biết nha. Bây giờ tôi không nhận thì tôi nói là tôi không nhận. Tôi là khách hàng mà. Khách hàng là thượng đế. Giờ tôi không nhận thì thôi, anh đem về đi. Em nhỏ em nói chuyện kiểu đó là hiểu em không đàng hoàng rồi đó. Ủa, giờ anh muốn tôi phải vô nhà nha. Thà son đánh phấn xong rồi hả? Thằng đóng áo dài ra đây nói chuyện với anh cho đàng hoàng hả? Em nhỏ em nói chuyện kiểu đó là em không đàng hoàng rồi đó. Ủa, tôi ăn cướp hả? Tôi ăn cướp hay là tôi ăn hết của cha ông nội nhà anh hả? Hay gì mà anh nói tôi không đàng hoàng? Bộ làm gì tôi ăn cướp anh hả? Hả hả? Nè, tôi lấy cái này tôi gõ vô đầu qua một cái cũng được á nha. Nhỏ mà em hổn hả? Em thử đi, em quánh tôi đi, báo công an bắt em đó. Nè, tôi gõ cho ông cái còn ông thấy tổ cha nhà ông luôn á, chứ ở đó mà ông đòi mét công an hả? Ông mét với tôi hả? Anh là cái hàng shipper mà ngu như bò vậy á. Biến đi. Anh nói cho em nghe nè. Lỡ bây giờ nè, người nhà em bán, bây giờ tôi đặt hàng, người ta không lấy thì sao? Ủa, thì tôi vẫn vui vẻ bình thường mà. Anh làm như hả, là tôi làm sùm lên giống như anh vậy á. Anh cạn lời với em luôn, anh cho em đó. Trời trời. Rồi nha cưng. Rồi cảm ơn à. Thiệt chứ. Mà tính ra cách này cũng hay. Vừa được ăn mà vừa được chửi người ta nữa. Quả thiệt. Mẹ mình dạy không bao giờ sai á. Mấy thằng nghèo thường hay sĩ diện. Cảm ơn.